Hello, chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị Chim xin sẽ tô bức tranh cát hình chú nai con nha. Rất dễ thương. Chú nai này của chúng ta rất là quen thuộc với các bạn nhỏ đúng không nào? Vì hình chú nai này rất là hay được in trên những cuốn tập viết. Chị sẽ sử dụng rất là nhiều màu cát để tô và đặc biệt là màu vàng. Chú nai này chị sẽ tô chủ yếu là màu vàng nha. Màu cam, màu xanh da trời, màu hồng, màu xanh dạ, và rất nhiều màu cát ở đây. Ok, bây giờ chị Chim xin sẽ bắt đầu tô màu tranh cát nha các em ơi. Trước tiên chị sẽ tô bông hoa. Hoa này chị sẽ tô cát đỏ. Nào bây giờ sẽ tô hai cái sừng nha. Hai cái sừng này chủ của chú nai thì chị sẽ sử dụng cát đen. Bây giờ sẽ là đôi mắt nè. Vì ở chỗ chị Chim xinh trời đang trở gió cho nên là nó rất là ồn vì cái tiếng hú nha. Xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tô cái mũi. À lát nữa đi, bây giờ chúng ta sẽ tô cái tai trước. À những cái chấm này đi. Cái ngực, cát cam. Tô 4 cái chân nhé. Cái đuôi này cũng tô cát cam.
Yeah. Chị chim xinh đã tô gần xong rồi. Và chị sẽ tô cái bức cỏ này nha. Cỏ này thì chị sẽ tô màu xanh lá. Nào bây giờ chúng ta sẽ tô nền nữa là xong bức tranh về chú nai con này nha. Chú nai con rất là đáng yêu và dễ thương. Đây là mẫu tranh cát mới, người ta đã làm sẵn những cái viền và chúng ta sẽ không cần phải tô viền. Nó sẽ rất là dễ cho các bạn nhỏ nha. Chị sẽ tô nền cho bức tranh này màu xanh lá. À không, màu xanh da trời. Wow, và là chị chim xinh đã tô xong bức tranh cát hình chú nai con rồi. Các bạn nhỏ thấy có đẹp không? Nếu đẹp thì nhớ like video ủng hộ cho chị chim xinh với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel nhé. Còn bây giờ thì chị chim xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.